Từ nay đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh, học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 034 418 1018 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa. Liên quan đến công tác in sách giáo khoa, thời điểm này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho trên 90% sản lượng sách giáo khoa theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ năm học mới. Đơn vị cũng đã công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh, học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 034 418 1018 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa. Từ đầu tháng 6 năm 2022, đơn vị này cũng đã triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các địa phương sử dụng sách giáo khoa mới.